Về nhà sau cách ly, cụ ông khóc nấc khi phát hiện vợ đã qua đời. Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 1 phút 47 giây, ghi lại khoảnh khắc xúc động về một cụ ông được trở về nhà sau cách ly và được các con thông báo vợ mất. Dòng trạng thái đi kèm đoạn clip, hai vợ chồng đi cách ly, sau 10 ngày chồng về nhưng vợ mất, hai người con giấu đến giờ mới nói thật cho hay, đau lòng thật. Theo hình ảnh trong clip, hai người con, một nam một nữ đứng ngoài cửa phòng của ông bố, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi. Người con gái nói, tụi con xin lỗi mà, sợ ba ở trỏng không ai lo. Cạnh đó người con trai cũng sụt sùi, nay cũng 10 ngày rồi. Lúc này cụ ông buồn bã cúi gằm xuống không nói nên lời. Người con gái tiếp tục động viên, mẹ mất rồi, ba thương tụi con, ba vững tinh thần vì tụi con, giữ sức khỏe để sống với tụi con nha ba. Tụi con ráng vững tinh thần để nói chuyện với ba, chứ thực chất tụi con buồn dữ lắm. Ai cũng biết hết rồi mà không dám nói cho ba nghe, lúc đó ba chưa có biết. Người cha nói giọng buồn bã, trước tao nghi lắm rồi, khiến ai cũng phải xót xa. Sau đó cụ ông vừa khóc vừa dặn các con, cái mền đem về đừng bỏ, cái mền kỷ niệm của ba. Cái mền kỷ niệm của bả. Người con gái tiếp tục động viên, thôi bây giờ ba ráng giữ sức khỏe nha ba, ba thương tụi con, ba ráng giữ sức khỏe để sống với tụi con thay thế mẹ để lo cho ba, ba thương con, có gì ba dạy con nghe, nha ba. Trên mạng xã hội, đoạn clip nhận về rất nhiều bình luận của thành viên mạng, bên cạnh những lời chia buồn với mất mát của gia đình cụ ông. Các tài khoản đều cho rằng cụ ông thật may mắn khi có được những người con có hiếu, luôn nghĩ cho cảm xúc của đấng sinh thành. Cũng trong hôm nay, một đoạn clip khác lan truyền trên mạng xã hội khiến ai nấy không khỏi xót xa. Được biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành đã áp dụng việc tổ chức dạy và học trực tuyến cho học sinh. Tuy nhiên, một trong những vấn đề nan giải nhất trong việc học online là tình trạng nhiều học sinh ở địa bàn khó khăn còn thiếu phương tiện, thiết bị để học tập. Không Internet, không máy tính hay điện thoại thông minh, nhiều học sinh phụ huynh nghèo lâm vào thế bí, đặc biệt là những người bị mất thu nhập do dịch bệnh. Trong phóng sự Học trực tuyến, nỗi buồn, nỗi lo của những gia đình nghèo phát sóng trên VTV24 mới đây, câu chuyện của cha con anh Nguyễn Đức Tình, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi xót xa. Con trai anh bé Nguyễn Trần Long Nhật thật thà khi nghe giọng một nữ phóng viên hỏi, có bao giờ con đòi bố mua điện thoại không? Nhật cười rồi trả lời, có ạ, khi nào bố bảo bố có tiền nhiều, bố mua. Thấy con thiệt thòi, không có thiết bị học online, anh Tình không khỏi chạnh lòng. Anh rưng rưng nước mắt nói, các cháu không may được sinh ra trong hoàn cảnh này, để các cháu phải khổ, phải chịu thiệt thòi, cho nên tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách, thời gian để giúp cho các cháu đỡ khổ. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người cha, có lẽ anh cũng như bao bậc phụ huynh khác cảm thấy bất lực khôn cùng khi không thể lo cho con bằng bạn, bằng bè. Sau khi lên sóng, chương trình đã nhận được nhiều hiệu ứng lan tỏa. Rất nhiều cư dân mạng và các bậc phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh người cha trong câu chuyện trên. Bên cạnh đó, một số nhà hảo tâm, mạnh thường quân cũng mong muốn liên hệ với anh Nguyễn Đức Tình, ủng hộ chút quà giúp con trai anh có thể tiếp tục học tập. Được biết, từ ngày 8 tháng 9, gần 700.000 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu học chương trình năm học mới sau một tuần tập trung bằng trực tuyến. Trong khi đó, khoảng 680.000 học sinh tiểu học đang trong tuần làm quen với hình thức này. Trả lời VTV24, ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Vật chất Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ thêm. Thực hiện chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em, với mục tiêu là hỗ trợ và cung cấp máy tính cho các em học sinh ở vùng khó khăn và những vùng đang giãn cách xã hội. Bên cạnh những hình ảnh đau lòng về hậu quả của dịch bệnh, vẫn có những trường hợp thiếu ý thức khiến ai nấy không khỏi phẫn nộ. Điển hình là trường hợp người phụ nữ chửi bới phi xe lao qua đoàn công tác kiểm dịch, bỏ mặc công an sững sờ đứng nhìn theo. Được biết, sự việc xảy ra ở chốt kiểm dịch thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Long An. Theo đó, người phụ nữ đi xe máy, phía tay cầm ra một chiếc làn to, chỉ ra đường không giấy tờ và được lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe làm việc. Song người phụ nữ không những không chấp hành mà còn đứng chửi bới, dùng những lời lẽ xúc phạm tổ công tác. Sau một hồi đứng đôi co, người phụ nữ viết ga rồi lao xe đi tiếp. Chiến sĩ công an đã với tay theo xe để giữ nhưng không kịp. Chiếc xe phóng qua thật nhanh, bỏ mặc tổ công tác, đứng nhìn theo sững sờ. Người đăng tải đoạn clip trên cho biết người phụ nữ cuối cùng đã bị mời lên phường làm việc. Tuy chưa rõ hình phạt nào sẽ dành cho chị, nhưng hành vi chống đối này khiến cư dân mạng khá bất bình.